JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. JK Audio xin chào anh Dương nhé. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2019, anh có đặt bên JK Audio một đôi loa bãi JBL K82. Vâng, xin tên anh thay mặt công ty JK Audio được cảm ơn anh Dương nhé. Vâng, anh ở Kim Trân, Bắc Linh. Vâng, thì đây anh Dương ạ, đây là đôi loa K82 mà bên em đã lấy ra sẵn để test cho anh trước khi gửi. Vâng, anh ở gần Bắc Linh thì bên em có trao đổi với anh, bên em chuyển bác siêu ôm đến tận nhà anh ạ. Vâng, về cơ bản cái đôi loa JBL K82 này bass 30 nghe giải âm cực kỳ rộng. Vâng, em đang test trực tiếp cho anh với cái âm ly Jaguar su răng KMS1604 ạ. Vâng, thế hệ mới, chất âm cực kỳ là hay, tách bạch, đặc biệt là giải âm nó rộng lắm, nghe rất là sống động và trung thực. Về hình thức thì còn khá mới, đây là dòng loa bãi Trung Quốc, hình thức lên 90% ạ, không một tí vết gì. Trong năm thì bên em có thanh lý được phía Trung Quốc mấy chục đôi, thì bên em bán còn một số, bán bây giờ thì còn có anh Dương, anh là chủ sở hữu của đôi loa JBL K82 bass 30. JBL thương hiệu quá là nổi tiếng rồi, nói đến ai cũng biết rồi ạ. Vâng, cái bass 30 giải âm nó cực kỳ sâu luôn anh Dương nhé, hầu như không phải thêm trầm luôn. Bên em test trực tiếp bằng đôi loa của anh thôi, không có trầm chiếc gì cả, nghe giải âm rất là đã, to lên tí anh nghe nó đã tai. Vâng, chép rất là tí tách, rất là sáng tiếng. Vâng, đây phía sau đi ạ. Anh Dương nhớ K82 này, nó thuộc dòng K80. Em test trực tiếp cho anh đây. Vâng, quay ra phía trước đi ạ. Vâng, anh Dương hãy chiêm ngưỡng đôi loa JBL K82 của anh nhé. Vâng, đôi loa JBL K82 này 30 này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke là cực kỳ đẳng cấp, cần quá nhiều tiền đầu tư cho đôi loa đắt tiền được ạ. Vâng, đôi loa này tầm tiền mà nghe giải âm rất là hay, chơi rất là mô bá. Vâng, phía trước được bảo vệ bởi nghe cảm sát rất là cứng cáp đây ạ, logo ở làm ở giữa đây ạ. Ở phía trong đây là bass 30 này. Đấy, rồi một bass và một chép này ạ. Ở trong lõm này này. Vâng, anh mua loa này, đôi loa này thì bên em có tặng cho anh 8 mét dây anh nhá. Đấy, anh chỉ việc kết nối với âm ly hiện tại của anh đang có thôi ạ. Ừ, hiện tại đôi loa cái gì bây giờ K82 là của anh Dương hoạt động rất tốt ổn định. Và sau đây em xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng vào thùng cẩn thận gửi cho anh. Và sau cùng thì em thay mặt công ty JK Audio thì chúc anh Dương và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh Dương luôn luôn may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, chào anh Dương và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.